xin chào tất cả các bạn độc giả. Mình là Ivy. Hiện tại thì vẫn bình thường. Thực sự thì cũng không có gì gọi là quá thân thiết, nhưng cũng không đến mức gọi là ghét nhau. Bởi vì cũng từng có với nhau những cái tình nghĩa, cho nên là hiện tại thì mỗi người cũng có cái cuộc sống riêng rồi, cho nên là cũng không có làm phiền nhau, chứ cũng không có vấn đề gì. Trải qua thì trải qua rất là nhiều, rất là nhiều, từ tinh thần cho đến tinh thần rất là nhiều. Bởi vì thật sự là sau thời gian đó thì em bị trầm cảm và phải uống rất là nhiều thuốc. Và sau đó thì tất cả những cái điều đó chỉ có em và gia đình em biết thôi, chứ cũng không một ai biết hết. Và em cảm thấy là mình đã phải hy sinh cái tuổi trẻ của mình khi mà mình vừa mới ở độ tuổi mới lớn, rất là nhiều hoài bão và ước mơ đặt ra trong cái đầu của mình mà mình muốn thực hiện, mình đã bị dở dang. Và tuổi trẻ sinh ra công việc và tinh thần, điều mà em buồn nhất đó chính là những cái sự hy sinh của mình mà không được công nhận. Có nghĩa là mình đã làm hết những cái điều gì mình có thể làm, nhưng mà đối với người ta thì có thể là bao nhiêu đó và nhiều hơn như vậy nữa vẫn chưa bao giờ là đủ. Đôi khi mình cũng có những cái cảm giác là không được thoải mái cho lắm, nhưng mà mình nghĩ lại thì sự thật nó là như vậy thì cũng không trách được khán giả. Bởi vì nếu như cái gì đó nó đã từng thì nó sẽ là cũ thôi. Chối bỏ thì có lẽ mình không thể chối bỏ được, bởi vì sự thật nó đã xảy ra như vậy. Và mình sẽ làm một cái điều gì đó tốt hơn trong tương lai. Gần một năm, nó thật sự là hoàn toàn là mình đã bắt đầu cởi mở và vui vẻ trở lại. Khi vừa kết thúc á, thì mình mất hoàn toàn niềm tin và mình cũng cảm thấy là không có điều gì gọi là quá quan trọng đối với em nữa cả. Nhưng mà bây giờ thì mọi thứ đã quay lại bình thường, và em cũng suy nghĩ của mình cũng thay đổi theo thời gian, và bây giờ thì mọi thứ cũng trở lại với em giống như là một hồi. Hiện tại thì công việc của em chủ yếu là kinh doanh, và em cũng đang theo học những cái khóa học về kinh doanh. Thu nhập của em hiện tại nguồn chính vẫn là kinh doanh. Em cũng nghĩ một khoảng thời gian khá là dài và việc có quay lại hay không thì hiện tại Ivy vẫn chưa có kế hoạch cụ thể, và có thể là Ivy sẽ thông báo với các bạn vào thời gian sắp tới. Thật sự thì Ivy cũng không muốn mọi người gọi mình là hot girl nữa. Ivy hiện tại đã trưởng thành hơn rất là nhiều, và mình cũng muốn mọi người cái hình ảnh của mình sẽ thay đổi trong mắt của mọi người hơn, bởi vì Ivy bây giờ đã không còn là Ivy của ngày xưa nữa, cho nên là mình cũng cảm thấy hơi buồn một xíu. Nhưng mà không sao, bởi vì dù sao thì đó cũng là một cái thành tựu nho nhỏ mà trước đây mình đã đạt được. Và Ivy sẽ cố gắng cho khán giả hiểu về mình hơn ở những cái